Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến, tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh, dịch COVID-19 đã khiến các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý suy thoái môi trường, phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Các nước tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định, trong đó các nước phát triển huy động 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai hiệp định. Các nhà lãnh đạo tham dự đã khẳng định ủng hộ xây dựng nền kinh tế carbon tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, ổn định, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm suy thoái đất, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh lương thực và quản lý bền vững nguồn nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã kéo lùi thành quả phát triển của thế giới hàng thập kỷ, đẩy hàng chục triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Dịch bệnh, thiên tai, bất bình đẳng, ô nhiễm môi trường, đói nghèo, khoảng cách số, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước vẫn là những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được. Để vượt qua thách thức, các quốc gia cần đoàn kết, xây dựng lòng tin, thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và không để một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau. Để thực hiện thành công mục tiêu của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững SDG 2030 và công kết Paris về ứng phó biến đổi khí hậu, các quốc gia cần có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực hiện lồng ghép mục tiêu SDG công kết khí hậu vào chương trình kế hoạch phát triển của từng quốc gia. Mong rằng các nước G20 đi đầu hỗ trợ về tài chính, công nghệ cho các nước đang phát triển thực hiện các mục tiêu SDG 2030, tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận thị trường và các nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng thời, G20 đẩy mạnh hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhất là chống suy giảm chất lượng đất, bảo tồn san hô, giảm rác thải nhựa và quản lý bền vững nguồn nước. Thủ tướng cũng khẳng định, hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm. Điều này chỉ có thể có được khi quan hệ quốc tế được duy trì thông qua hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, các quốc gia cùng tôn trọng, hiểu biết, đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để G20, Liên Hiệp Quốc và các thể chế đa phương phát huy vai trò trong xử lý các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh mới. Kể từ năm 2010 trở lại đây, Việt Nam đã 5 lần được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20, một diễn đàn đa phương quan trọng trong quản trị kinh tế toàn cầu. Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến lần này đã khẳng định những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 vào các vấn đề chung của toàn cầu.